Mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào Sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, đồng thời là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dung đắp và phát huy suốt trong quá trình dựng nước và giữ nước. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2021, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, Thư viện tỉnh Đồng Tháp thân mời các bạn cùng tham gia giao lưu Tự hào Sử Việt kỳ 17 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2021 đến 9 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021. Hình thức tham gia: trực tuyến. Bước 1, đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2, xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận đáp án phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C. Đồng thời, dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ tên cùng số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những tài khoản trả lời và dự đoán chính xác đầy đủ đầu tiên nhất. Đồng thời, không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh đã chỉnh sửa. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Bạn hãy cho biết Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72 trên 2001 trên QĐ-TTg chọn ngày nào hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam? A. Ngày 28 tháng 6. B. Ngày 26 tháng 8. C. Ngày 20 tháng 10. Câu 2. Năm 2021 là kỷ niệm bao nhiêu năm Ngày Gia đình Việt Nam? A. 19 năm. B. 20 năm. C. 21 năm. Câu 3. Bạn hãy cho biết luật hôn nhân và gia đình quy định khái niệm kết hôn là gì? A. Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. B. Là việc nam và nữ sống chung với nhau như vợ chồng, có con chung. C. Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật. Câu 4. Bạn hãy hoàn chỉnh câu sau trong luật hôn nhân và gia đình. Vợ chồng bình đẳng với nhau có 3 chấm ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. A. Quyền lợi. B. Nghĩa vụ. C. Nghĩa vụ và quyền. Câu 5. Theo luật hôn nhân và gia đình, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân thủ độ tuổi nào sau đây? A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. B. Nam và nữ từ 20 tuổi trở lên. C. Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên. Câu 6. Bạn hãy cho biết nghĩa vụ và quyền của cha mẹ trong gia đình là gì? A. Thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc con, không được ngược đãi, hành hạ con, không phân biệt đối xử giữa các con. B. Chăm lo việc học tập của con và giáo dục con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Cha mẹ là người đại diện cho con chưa thành niên trước pháp luật. C. Cả hai ý trên đều đúng. Câu 7. Bạn hãy cho biết gia đình bao gồm cha mẹ và con được gọi là gì? A. Gia đình hai thế hệ. B. Gia đình hạt nhân. C. Cả A và B đều đúng. Câu 8. Trong ca khúc Ba ngọn nến lung linh, tác giả Ngọc Lễ đã ví ba, mẹ và con lần lượt như những ngọn nến có màu sắc gì? A. Vàng, xanh, hồng. B. Xanh, vàng, hồng. C. Xanh, hồng, vàng. Câu 9. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao sau đây. 3 chấm như núi Thái Sơn. 3 chấm
như nước trong nguồn chảy ra. A. Công cha tình mẹ. B. Công cha nghĩa mẹ. C. Nghĩa mẹ công cha. Câu 10. Theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP, cơ quan nào ban hành quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm và giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu đủ 3 năm liên tục? A. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. B. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin trả lời từ quyển sách Các chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam của tác giả Phan Đăng Thanh, Trương Ngọc Hòa, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2021. Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2012. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia nhé!